Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, những vụ trọng án xảy ra đã mang tới rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Từ những vụ án mà chúng tôi gửi tới quý vị, hy vọng đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những âm mưu tội ác. Và qua đây cũng là lời răn đe đến những người vẫn còn có ý thức coi thường pháp luật, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chồng bị vợ và con trai trói vào cột nhà châm lửa thiêu. Theo tài liệu cơ quan điều tra, ông Phan Văn Tuấn sinh năm 1961 ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thanh, thành phố Cần Thơ, có mảnh đất vườn do bố mẹ qua đời để lại ở thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Trong quá trình phân chia, do nguồn gốc thừa kế chưa được rõ ràng nên giữa các anh em trong gia đình ông Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp trong chuyện đất đai. Vợ chồng ông Tuấn quyết định từ thành phố Cần Thơ trở về tỉnh Hà Tĩnh để khiếu kiện về việc thừa kế đất đai. Sau khi về quê, bà Huỳnh Kim Sang sinh năm 1965 ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thanh, thành phố Cần Thơ, vợ ông Tuấn và anh chị em bên nhà nội, bên nhà ông Tuấn xảy ra nhiều bất đồng trong việc chia thừa kế đất. Tiếp đó, vào đầu tháng 6 năm 2016, bà Huỳnh Kim Sang đã liên lạc cho con trai là Phan Hoàng Việt sinh năm 1992, ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thanh, thành phố Cần Thơ về Hà Tĩnh để cùng phân chia giải quyết. Để giải quyết việc tranh giành đất đai với anh em gia đình nhà chồng, bà Sang bàn bạc cùng với Việt chuẩn bị các loại dao, dây xích, xăng và một số hung khí khác. Bà Sang và Việt nghĩ trong quá trình phân chia sẽ có tranh chấp, nếu căng thẳng và có biến thì sẽ sử dụng hung khí để tấn công người khác. Để thực hiện ý đồ của mình, bà Sang đã dùng chai nhựa mua xăng ra xe máy hút hết xăng và để sẵn trong nhà. Còn Việt đã chuẩn bị đuốc để châm lửa đốt khi xảy ra chuyện. Bên cạnh đó, bộ ba này còn thủ sẵn một số hung khí khác để sẵn trong nhà như dao thái, dao chặt đá. Bà Sang cùng với Việt và Lê Thị Son đã chuẩn bị sẵn hung khí với chủ ý nếu không ngăn cản được phía nhà nội thì sẽ sử dụng hung khí tấn công lại. Khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2016, khi ông Phan Văn Tuấn đi uống rượu về thì xảy ra cãi vã mâu thuẫn với bà Sang. Lúc này bà Sang cùng với Việt và Lê Thị Son sinh năm 1991 ở thôn Quang Quang, xã Nhân Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Bạn gái của Việt đã dùng sợi dây xích trói chân ông Tuấn vào cột nhà. Do chỉ có một mình chống chọi với ba người nên ông Tuấn đã bị bộ ba này trói lại một cách dễ dàng. Đúng như dự đoán của bà Sang, Việt và Son. Sau khi ông Phan Văn Tuấn kêu cứu, thì hai chị gái ông Tuấn là bà Lĩnh và bà Thai chạy sang xem cơ sự thế nào. Vừa tới nơi thì bị bà Sang, Việt và Son đẩy ra khỏi cổng và khóa cổng lại. Đóng được cổng, các đối tượng ngăn được bà Lĩnh và bà Thai tiếp xúc với ông Tuấn. Thế nhưng bà Thai và bà Lĩnh vẫn không đi mà đứng ngoài cố thuyết phục Việt thả người. Thấy vậy, Việt cầm ống tuyếp và dao tuyên bố, đứa nào vào đây, tao xử hết. Sau đó không lâu thì anh Phan Huy Bắc sinh năm 1984 ở thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, con rể bà Thai, nhận được thông tin ông Tuấn xảy ra chuyện nên đến để can ngăn vụ việc. Tuy nhiên, khi anh Bắc đến nơi khuyên Việt cởi trói cho ông Tuấn thì đã bị Việt đóng cửa, chửi bới, đe dọa và không cho vào nhà. Sau một thời gian thuyết phục không thành, anh Phan Huy Bắc đã nghĩ đến việc xông vào để cứu ông Tuấn. Khi anh Bắc xô cửa lao vào để cứu ông Tuấn thì Việt đã hất xăng vào người anh Bắc và đưa đuốc cho Son, châm lửa rồi vứt cây đuốc cháy vào người anh Bắc. Lửa hắt vào người làm cho anh Bắc bị cháy gây bỏng nặng. Thấy anh Bắc bị bỏng nặng nên mọi người đã phải đưa anh Bắc đi cấp cứu tại bệnh viện ngay lập tức. Đuổi được anh em phía gia đình nhà ông Tuấn đi, bộ ba tiếp tục khóa cổng đi vào trong rồi châm lửa đốt nhà, hòng thiêu ông Tuấn. Ngay lúc này nhiều người dân trong khu vực biết chuyện nên liền thông báo sự việc tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của người dân, công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã có mặt kịp thời, đồng thời triển khai lực lượng và biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận hiện trường, giải cứu ông Tuấn. Lực lượng chức năng đã cố gắng thuyết phục bà Sang, Việt và Son thả ông Tuấn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng mặc cho sự có mặt của lực lượng chức năng thì bộ ba này đã khóa cửa và châm lửa đốt nhà. Trước sự hung hãn không hợp tác của các đối tượng, công an huyện Lộc Hà đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết định triển khai phương án phá cửa, đột nhập vào nhà để giải cứu con tin. Ngay khi đột nhập được vào ngôi nhà đang chứa ông Tuấn, lực lượng chức năng đã sử dụng chăn chiên nhúng nước để dập lửa, đồng thời tiến hành đưa ông Tuấn ra khỏi đám cháy.
Cùng với việc dập lửa và cứu ông Tuấn, lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp áp sát bắt giữ 3 đối tượng gồm Phan Hoàng Việt, Huỳnh Thị Kim Sang và Lê Thị Son, không để các đối tượng có cơ hội chạy thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một dây xích, hai con dao thái nhọn được gắn vào một gậy tre, một con dao chặt, một vòi dùng để hút nước, 3 chai nhựa màu vàng đựng xăng, 2 chai đã bị cháy và một số tang vật liên quan đến vụ án. Một người hàng xóm sống gần mảnh đất mà gia đình ông Tuấn tranh chấp cho biết, trước đây ông Tuấn lập nghiệp tại miền Tây. Đến đầu năm 2016, ông Tuấn đưa vợ con về quê sinh sống tại căn nhà nhỏ do bố mẹ ông để lại. Trong quá trình chung sống, bà Huỳnh Thị Kim Sang và con ông là Phan Huy Việt nhiều lần đòi bán đất để vào lại miền Tây. Sau khi bàn bạc, ông Tuấn đồng ý việc chia đất cho hai mẹ con. Tuy nhiên, bà Sang và con không đồng ý nên đã dẫn đến nhiều mâu thuẫn kéo dài. Vì hàng xóm này cho biết thêm, ông Tuấn đã thường xuyên bị vợ và con trai đánh đập, dùng xích khóa chân không cho bước ra ngoài. Sự việc ông Tuấn bị chính con trai mình tẩm xăng thiêu chỉ là đỉnh điểm của sự việc mà thôi. Trong xóm, những người mới lần đầu biết sự việc ai cũng sốc. Thật không ngờ con trai và vợ lại hợp tác định sát hại chồng chỉ vì mâu thuẫn trong việc chia chác đất đai. Trước sự việc nghiêm trọng, với những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Lộc Hà đã lập hồ sơ bàn giao vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng Phan Hoàng Việt, Huỳnh Thị Kim Sang và Lê Thị Son để điều tra về hành vi giết người. Tiếp đó, sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng trên về hành vi giết người để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 21 tháng 2, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phan Hoàng Việt sinh năm 1992, Huỳnh Kim Sang sinh năm 1965, cùng trú xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ và Lê Thị Son sinh năm 1991, thị xã An Nhơn, Bình Định về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, khoảng 17h30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2016, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai nên giữa Việt, Sang, Son và ông Phan Văn Tuấn sinh năm 1961, bố của Việt, xảy ra cãi cọ, xô xát. Thấy vậy, anh Phan Huy Bắc, cháu ông Tuấn vào can ngăn, liền bị 3 đối tượng đổ xăng vào người và châm lửa đốt. Trong vụ án này, Phan Hoàng Việt đóng vai trò chủ mưu, thực hành tích cực, trực tiếp hắt xăng và lửa vào người anh Bắc. Các bị cáo Huỳnh Kim Sang, Lê Thị Son, đồng phạm tích cực đã lấy xăng từ xe máy ra và trực tiếp châm lửa vào Bùi Nhùi theo yêu cầu của Việt. Tại phiên tòa, xét thấy Lê Thị Son thành khẩn khai báo, hội đồng xét xử tuyên án bị cáo này 4,5 năm tù giam. Đối với bị cáo Phan Hoàng Việt phải chịu mức án 8 năm tù giam và mẹ Huỳnh Kim Sang nhận mức hình phạt 7 năm tù giam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để nhận được thông tin vụ án mới nhất. Kính chào và tạm biệt quý vị.